dọc theo quốc lộ 91C, khoảng cách hơn 20 km, hướng từ thành phố Châu Đốc về thị trấn Long Bình. Trên mảnh đất hiền hòa thuộc ấp Phước Hòa, xã Long Thông Mới, Phước Hưng, chúng ta sẽ dễ nhận thấy bản hiệu Dường Nho Nguyễn Tường. Đây được coi là địa điểm mới để du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và thư giãn sau những ngày lao động mệt nhọc. Dường Nho rộng 3.000 m2 đang sai triểu quả. Khách đến tham quan sẽ được thưởng thức những món ăn ngon tại giường và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Một điều rất bất ngờ là ông chủ khu vườn Nguyễn Thái Tường là một thanh niên rất trẻ, chỉ mới 29 tuổi và lại là người nông dân chân chất, không qua đào tạo trường lớp hay chuyên môn trồng nho. Chia sẻ với khách tham quan, anh Tường cho biết do đam mê loại cây trồng có thân dây cho quả bóng ngọt như thế này nên anh đã lên mạng xã hội tham khảo cách chọn giống, chăm sóc và anh đã mạnh dạn chuyển 3.000 mét vuông trồng hoa màu sang trồng giống nho HN 125 giống nho này được anh mua tận tỉnh ninh thuận và đồng tháp sau hơn một năm rưỡi trồng và chăm sóc vườn nho đã cho trái sum suê, nhìn rất bắt mắt để khách có thể đến đây tham quan tự hái nho trên cây xuống để thưởng thức cái trái nho mà em đã trồng ra nói chung là trồng ra cũng được khách đến đây ăn cũng ủng hộ cũng khen ngon thì em cũng mừng đây là mùa trái đầu tiên của em mà đạt được vậy em cũng rất là vui khi đặt chân đến vườn nho Nguyễn Tường khách tham quan sẽ được nhìn ngắm những hàng nho thẳng lối đặc biệt những chùm nho mọng nước căng bóng nằm san sát nhau và đa dạng các màu sắc như xanh đỏ tím theo anh tường hiện nho còn non có màu xanh và có vị chua ngọt đến khi trái chín sẽ chuyển sang màu đỏ tím có vị ngọt thanh cũng tùy theo sở thích của mọi người mà có thể chọn những quả có vị chua ngọt hiện tại mình đang cảm thấy rất là vui và phấn khích vì ở văn phố mình có một địa điểm check in để mà vui chơi cuối tuần giải trí ờ, tôi nghĩ thì nếu mà mọi người cuối tuần thì không có điểm địa điểm đi đi thì nên đến vườn nho Nguyễn Tường để mình vui chơi giải trí cuối tuần cùng gia đình và bạn bè. Đến vườn nho Nguyễn Tường, khách tham quan có thể vừa nhìn ngắm những chùm nho thật to, vừa tranh thủ cùng bạn bè, gia đình, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Vườn nho Nguyễn Tường còn sở hữu bầu không khí vô cùng mát mẻ, trong lành nơi đồng quê, kết hợp với những tia nắng nhẹ đang xen qua kẽ lá đã tạo nên khung cảnh tự nhiên thật thú vị khách đến tham quan không cần phải mua vé. Nếu có nhu cầu thức ăn, nước uống, chủ vườn nho sẽ phục vụ tận tình, chu đáo. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Ông chủ vườn nho trẻ tuổi cho biết thêm, ở đây có các món ăn truyền thống làm từ gà như gà nướng, cháo gà, lẩu chua và một số món ăn nhanh. Ngoài ra khách có thể thưởng thức một số món ăn khác được chế biến hải sản rất vừa khẩu vị mà giá cả phải chăng. À, hôm nay thì mình cùng các bạn ở trong đơn vị thì đến thăm vườn nho của Nguyễn Tường ở Phước Hưng thì hôm nay thấy nói chung là vườn nho trồng trái nó cũng say quả rồi không khí thì nó cũng trong lành rồi nhân viên ở đây phục vụ cũng nhiệt tình thì nếu có điều kiện thì anh em mình cũng ghé đây tham quan này cho biết ngoài ra đến đây khách tham quan có thể mua nho một loại trái cây nhiều dinh dưỡng để làm quà biếu cho gia đình đồng thời có thể mua cây giống tại vườn về trồng chủ dương sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng nho khi cần thiết